ân về chán chưa, ân chán chưa tin con cho dâng muôn câu hát, muôn duyên kết thành bài ca, thế ca ngợi tình Chúa hay hà. Vì từ đây Chúa là của con và con đây cũng
Tâm tư này đã thôi thúc tâm trí giám mục của Đức Cha, giáo